rồi em trai. Đó có phải là bài chú heo con không? Mình thích chuyện đó. Em cũng vậy. Được rồi, các em ngồi quanh anh nào. Kìa những bạn heo, đó những bạn heo. Kìa những bạn heo chung xây nhà, chung quyết định xây. Một chú nói điều gì đó. Mình sẽ xây nhà bằng đống cỏ khô, rồi còn thu thập hết cỏ khô ở nơi đó. Nhà có chú xây thật nhanh nhanh lắm. Này có khô, cô cũng tới xây ngôi nhà mình này đây. Đến chú thứ hai suy nghĩ thật nhanh. Mình sẽ xây nhà bằng những thanh gỗ, cô thu thập hết các cây que ở nơi đó. Nhà đó chú xây thật nhanh nhanh lắm. Cây gỗ đây, nhà cô tới xây ngôi nhà mình này đây. Đến chú thứ ba chú không thích làm thế. Mình sẽ xây nhà bằng những viên gạch, nhanh nhiều thời gian cũng vì điều đó. Nhà của chú chắc hơn và mạnh mẽ hơn. Gạch đá xây, nhà đó chú xây ngôi nhà bằng gạch đá. Ô nhìn kìa, một con sói to. Con sói đến nhà heo liền chạy trốn vào nhà mình. Này heo con, này heo con, cho vào đi. Công bơi bồ lông dưới cây cầm của tôi này. Ta thổi nè, ta thổi nè, thổi bay cả nhà ngươi luôn. Ha 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 ha. Không. Này heo con, này heo con, cho vào đi. Công bơi bồ lông dưới cây cầm của tôi này. Ta thổi nè, thôi nè, thôi bài cái nhà ngươi luôn. Go. Này heo con, này heo con, cho vào đi. Công bơi bồ lông dưới cây cầm của tôi này. Ta thôi nè, ta thôi nè, thôi bài cái nhà ngươi luôn. Vào gạch chắc hơn với nắng cũng vững vàng, sao chẳng thôi bay được đâu. Chớ có lo chúng ta an toàn, hỡi các bạn heo. Con sói leo xuống dưới ống khói nè, nhưng chú heo chúng đốt lửa lên. Biến khỏi đây ngay con sói già kia. Kìa những bạn heo, đó những bạn heo. Kìa những sống trong ngôi nhà gạch. Hôm qua mẹ đã dạy chúng ta điều gì? ABC không? Dù đen ba ba ư? Không con yêu. Mẹ đã nói điều mà chúng ta không nên làm trong khi chúng ta ăn. Chơi với thức ăn của chúng ta. Johnny hoàn toàn đúng. Chúng ta cần nhai thức ăn của chúng ta. Chúng ta sẽ chơi trò chơi nhai 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 khi chúng ta ăn. Yeah! Có cái thìa, đĩa bát kia. Buổi chiều ta có thức ăn rất tuyệt. Ngay bây giờ hát với ca, nhai nhai thức ăn đi. Nào nào nhai đi. Mình nhai, nhai đi vào. Nhai đi nào, ta làm đi nào. Nhai cho thức ăn ta thật mê tươi ra. Căn nhỏ thôi, con nên làm. Không được to, nhai chung liền. Căn nhỏ hơn, bé Johnny. Nhai nhai kì bé ơi, bằng niềm vui. Mình nhai, nhai đi vào. Nhai đi nào, ta làm đi nào. Nhai cho thức ăn ta thật mê tươi ra. Uống ít nước vào con nên làm. Tốt lắm giúp thức ăn với mình. Nhai đi nào điều ta luôn làm. Nhai cho thức ăn ta thật mê tươi ra.
kỳ vào. Nhai đi nào, ta làm đi nào, nhai cho thức ăn ta thật mê tươi đã. Tôi đang nhảy múa. Những chú kiến hàng xóm của anh ấy đã làm công việc của họ trước tiên. Châu chấu tự hỏi tại sao những chú kiến làm việc chăm chỉ cả ngày. Chúng tôi thức chơi nhưng phải làm trước tiên. Làm việc thôi nữ hoàng sẽ không phiền lòng. Công việc suốt cả ngày dài, làm xong thì ta sẽ đi chơi. Lo cơ tay nhảy lo cơ nhảy, nhảy đến cánh đồng kia mình lấy thức ăn. Lo cơ tơ nhảy lo cò nhảy thật tuyệt ghê, mình hát với ca. Những chú kiến lo lắng và hét lên với châu chấu. Những chú kiến chạy ra khỏi nhà khi dỗ bắt đầu hú. Châu chấu chung chung chọn cách sai, việc chưa xong đã đi chơi. Thức ăn không được như chớ hằng ngày, rồi mai sau bạn phải trả giá thôi. Lần qua đi
thời tiết đã chuyển mùa, trời không như không giống hôm qua. Vầng dương âm đâu mất rồi kìa, có thể ngày mai đây chúng quay về. Lo cơ tay ngay lo cơ nhây, tôi nhảy xuống ao mà thấy vui quá đi. Lo cơ tay ngay lo cơ nhây, mình tôi đây nhìn không thấy ai đâu. Này mọi người đâu cả rồi? Châu chấu đói và rất lạnh trong thời tiết mùa đông ảm đạm. Lạnh qua đi, lạnh qua đi thôi, hôm qua nay chẳng ăn thứ gì. Tiếng gió kia rung rẩy tâm thần, giúp tôi đi, xin giúp tôi đi. Này bạn có thể giúp một người anh em được không? Những chú kiến nghe thấy tiếng gõ và chúng chạy ra cửa. Họ để con châu chấu lạnh cống vào bên trong. Và châu chấu cảm ơn những chú kiến vì lòng tốt ngọt ngào của chúng. Tôi học được bài học của mình rồi, làm việc xong mới đi chơi. Công việc chớ có chờ mai, làm xong rồi chơi, nhớ bạn ơi. Lo cơ tơ nhây lo cò nhây, nhây vào làm việc công việc trước tiên. Lo cơ tơ nhây lo cò nhây, vui thật vui, ôi thật là vui. Lo cơ tơ nhây lo cò nhây, nhây vào làm việc công việc trước tiên. Lo cơ tơ nhây lo cò nhây, vui thật vui, ôi thật đất vui.